Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa hoa thơm. Thế là tháng 11 đã về. Trong sự náo nức của những buổi học giữa kỳ, tất cả giáo viên và học sinh trường tiểu học A Vĩnh Sương đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng một ngày lễ trang trọng, đó là ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày lễ tri ân những người thầy giáo, cô giáo đáng quý, những người nghệ sĩ tâm hồn, những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Thật vậy, nếu ví cuộc đời của mỗi con người như một loại ánh sáng thì chắc hẳn đời người giáo viên sẽ phải là loại ánh sáng mỹ miều, lung linh, huyền diệu, soi sáng cho nhiều tâm hồn. Nghề giáo viên là một nghề cao quý, là ngọn đèn sáng tươi chiếu rọi những ngọn đèn sáng tươi. Sự hy sinh của những tâm hồn cao quý ấy không có ngôn từ nào đủ để miêu tả, và sẽ thật thiếu sót nếu nhắc về những tâm hồn cao quý, những chân dung tươi sáng của mái trường tiểu học A Vĩnh Sương mà không nhắc đến thầy Huỳnh Phú Kiệp, người lái đò cần mẫn gần 30 năm bồi đắp phù sa cho dòng sông tri thức. Tham gia công tác ở trường từ năm 1993, thầy Huỳnh Phú Kiệp đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nhà trường. Từ một giáo viên trẻ với lòng yêu nghề, sự nghiêm túc trong công việc, thầy nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, đồng nghiệp và trở thành phó hiệu trưởng nhà trường. Với ngần ấy năm công tác, thầy đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục với vô số những thành tích nổi bật, được sự tin yêu của nhà trường, phụ huynh và lớp lớp học sinh. Thầy là người tràn đầy nhiệt huyết, đạo đức, toàn tâm toàn ý vì lợi ích chung, vì sự phát triển của ngành giáo dục. Bản thân thầy luôn nâng cao ý thức, phát huy vai trò tham mưu với ban giám hiệu để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Thầy luôn khuyến khích tạo điều kiện cho giáo viên tự học, tự nâng cao trình độ. Với nhiều giáo viên, viết sáng kiến có thể là việc khó, nhưng đối với thầy, sáng kiến được xem là một giải pháp để thầy có thể nâng cao hơn nữa chuyên môn, nâng cao năng lực quản lý, từ đó hỗ trợ được nhiều hơn cho học sinh của mình. Nhiều năm qua, các sáng kiến của thầy luôn đạt giải cấp thị xã, có cả sáng kiến đạt giải cấp tỉnh. Thầy còn vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ vào năm 2017. Kết quả cho những đóng góp tâm huyết của thầy trong những năm qua, đó là ngôi trường tiểu học A Vĩnh Sương với một đội ngũ nhà giáo có năng lực chuyên môn vững vàng. Đó là thái độ làm việc nghiêm túc của toàn thể giáo viên, nhân viên. Đó là khuôn viên trường luôn bảo đảm xanh, sạch, đẹp. Và quan trọng là chất lượng giáo dục của nhà trường mỗi năm luôn được tăng lên. Mặc dù đạt được những thành tích đó, nhưng thầy rất khiêm tốn, không cho là mình giỏi, tận tình chỉ bảo những giáo viên mới vào nghề. Đối với tập thể sư phạm, thầy thật sự là người dễ gần gũi, thân thiện, sống tình cảm chân tình, luôn quan tâm chia sẻ với đồng nghiệp. Quan trọng hơn, tinh thần ham học hỏi, không ngừng sáng tạo của thầy đã trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người, xứng đáng để cán bộ, giáo viên và học sinh của trường noi theo. Hôm nay, nhân ngày 20 tháng 11, xin mượn lời của một bài thơ để gửi đến thầy, gửi đến tập thể sư phạm trường tiểu học A Vĩnh Sương. Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Kính chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường luôn vui khỏe, công tác tốt để xây dựng mái trường tiểu học A Vĩnh Sương ngày càng phát triển. Ta tự hào là nhà giáo Việt Nam, chăm sóc mầm xanh nhân tài đất nước. Người trồng cây mong 10 năm hái quả, ta trồng người vì lợi ích trăm năm. Ta tự hào là nhà giáo Việt Nam,
là đóa hoa thơm giữa vườn xuân đất nước. Sóng gió không ngăn thuyền ta lên phía trước, cặp bến vinh quang bao lớp lớp người. Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa